Xin chào các anh chị và các bạn. Trước khi bắt đầu, dành cho bạn nào mới lần đầu đến với podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ chủ yếu về kiến thức kinh tế học và kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được, với mong muốn được chia sẻ lại cho các con của tôi đi cùng các con một đoạn đường đầy ý nghĩa. Trong tập podcast trước, chúng ta đã khám phá về chủ nghĩa xã hội, sự phát triển của nước Mỹ từ một quốc gia thuộc địa và chế độ nô lệ tiến tới hình thành nền Cộng hòa độc lập. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về sự hình thành của chủ nghĩa cộng sản, tư tưởng của các Marx thông qua tư bản luận và cách hệ thống tư hữu tư bản góp phần vào bất công xã hội gây ra các cuộc xung đột giữa các tầng lớp. Ngoài ra, chúng ta có thảo luận một chút về cung và cầu trong nền kinh tế học tân cổ điển. Trong podcast hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình quay trở lại nước Mỹ để khám phá cách thế giới thực tại đó vận hành. Chúng ta sẽ tìm hiểu sự hình thành của những gã khổng lồ dầu khí và các tập đoàn lớn khác, đồng thời xem xét các mô hình kinh tế mới sẽ phản ứng ra sao khi quyền lực của đồng tiền ngày càng gia tăng. Qua đó, tôi hy vọng các bạn sẽ có cái nhìn sâu hơn về sự hình thành và tác động của giới tinh hoa đối với nền kinh tế hiện tại. Nào hãy cùng bắt đầu luôn thôi. Sau cuộc nội chiến Mỹ, dù nô lệ được giải phóng và miền Tây được mở cửa, nhưng miền Nam vẫn không thay đổi nhiều như kỳ vọng. Những người giàu có thể không còn sở hữu nô lệ nữa, nhưng họ vẫn sở hữu rất nhiều đất đai. Trong khi đó, miền Bắc bắt đầu đối mặt với những vấn đề mới. Các doanh nghiệp đã phát triển mạnh mẽ, có thế lực trong chiến tranh và họ sẽ không dừng ở đó. Một trong những lý do khiến cho các doanh nghiệp này phát triển mạnh là do họ đã nhận các hợp đồng lớn từ những dự án khổng lồ. Một ví dụ nổi bật là hệ thống đường sắt xuyên lục địa nối liền bờ Tây và bờ Đông của nước Mỹ, được hoàn tất vào năm 1869. Việc xây dựng tuyến đường sắt xuyên lục địa này mở ra cơ hội phát triển nhanh chóng cho miền Tây. Sau khi tuyến đường sắt này được hoàn thành, thời gian di chuyển qua 3.000 dặm, tương đương với khoảng 4.800 km, xuyên nước Mỹ đã được cắt giảm từ vài tháng xuống còn chưa đến một tuần. Chi phí cho một chuyến đi xe ngựa trong 6 tháng từ bờ Đông sang bờ Tây của nước Mỹ, trước đây khoảng gần 1.000 đô la, giờ chỉ còn 150 đô la với hành trình bằng đường sắt. Thuận lợi này giúp người Mỹ dễ dàng tiếp cận các vùng đất xa xôi mà trước đây chỉ được nghe nói đến. Bên cạnh đó, việc kết nối hai bờ biển đã làm cho việc xuất khẩu tài nguyên giữa hai bờ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đến năm 1880, tuyến đường sắt này đã vận chuyển được 50 triệu đô la hàng hóa trong một năm. Ngoài việc vận chuyển lương thực và nguyên liệu thô từ bờ Tây đến các thị trường bờ Đông và hàng hóa sản xuất từ bờ Đông sang bờ Tây, tuyến đường sắt này còn tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại quốc tế sau này. Cuộc sống của người Mỹ bản địa đã mãi mãi thay đổi bởi tuyến đường này. Nước Mỹ trở thành một thị trường khổng lồ với nền kinh tế quy mô lớn và các công ty lớn bắt đầu hình thành. Kinh tế quy mô hoạt động hùng mạnh trong nửa cuối thế kỷ 19. Những doanh nghiệp lớn dần trở lên khổng lồ, trong khi các ông chủ của chúng giàu không thể tưởng tượng nổi. Vậy theo bạn, doanh nghiệp lớn đến chừng nào thì được gọi là lớn? Câu trả lời chính là vô giới hạn. Một công ty đơn độc có thể nuốt trọn cả một ngành công nghiệp. Chúng ta hãy cùng xem gã khổng lồ dầu khí và một số gã khổng lồ khác ngay sau đây. Ngành dầu khí khởi đầu khi có người tinh lọc dầu thô thành dầu hỏa giá rẻ được sử dụng để thắp đèn. Giếng dầu đầu tiên được khoan thành công tại Pennsylvania vào năm 1859. Các công ty to, nhỏ, nhanh chóng khoan và lọc dầu, cạnh tranh sôi nổi trên thị trường tự do. Rồi đến cuộc khủng hoảng năm 1873, do lạm phát và đầu cơ tràn lan, đặc biệt là trong lĩnh vực đường sắt, đã kích hoạt một loạt các ngân hàng phá sản trên khắp thế giới. Những công ty lớn có khả năng sống sót sau khủng hoảng này đã trở nên mạnh mẽ hơn so với những công ty nhỏ. Đến năm 1880, hãng dầu Standard Oil của John Davison Rockefeller đã mua lại nhiều đối thủ, hợp tác và cạnh tranh với các hãng khác để nghiền nát số còn lại. Về mặt lý thuyết mà nói, độc quyền thường chỉ áp dụng cho người bán. Nhưng ở đây chúng ta có thể thấy luôn cả kiểu độc quyền mua. Tức là, trong thế kỷ 19, Standard Oil dưới sự điều hành của John Davison Rockefeller kiểm soát gần như toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ ở Mỹ. Điều này có nghĩa là họ là người bán duy nhất trên thị trường dầu mỏ. Nhưng ghê gớm hơn, thằng Standard Oil không chỉ là người bán độc quyền, mà còn là người mua gần như duy nhất của rất nhiều sản phẩm đầu vào cần thiết để sản xuất dầu. Do đó, nó là thằng kiểm soát gần như toàn bộ chuỗi cung ứng. Việc nâng giá bán hay ép giá nhập là của nhà bố ý tất. Tuy nhiên, Standard Oil chưa bao giờ độc quyền hoàn toàn. Họ luôn có một vài đối thủ cạnh tranh.
Tuy nhiên, những công ty lớn có thể nắm quyền kiểm soát mà không cần phải độc quyền, bởi vì họ có thể bắt nạt những công ty mà họ không thâu tóm. Vào thời điểm đó, Standard Oil không chỉ bóp cổ các đối thủ trong ngành dầu mỏ, mà còn nhảy sang bắt nạt cả các công ty đường sắt. Cụ thể, Standard Oil yêu cầu các hãng đường sắt phải trả lại $1 cho mỗi thùng dầu mà Standard Oil gửi qua đường sắt. Đồng thời, họ yêu cầu các hãng đường sắt này phải thu thêm $1 cho mỗi thùng dầu của đối thủ cạnh tranh khi vận chuyển. Không chỉ có thế đâu nhé. Bố Standard Oil này thậm chí kiểm soát luôn cả đối thủ bằng cách ép các đối thủ cạnh tranh phải bán dầu theo giá của mình. Thằng nào mà láo nháo pháo ăn xe là ok. Nghiền nát nó ngay lập tức. Những lợi thế tầm cỡ như thế này cũng tồn tại trong thời của Adam Smith. Nhưng lúc đó, những bất lợi công nghệ, ví dụ như việc di chuyển bằng phương tiện thô sơ, điện thoại không có, thư tín chậm trễ, hệ thống ngân hàng sơ khai, khiến cho một doanh nghiệp không thể phát triển quá lớn lên được. Và nếu nó có phát triển quá lớn, cũng sẽ bị sụp đổ bởi chính sức nặng và sự cồng kềnh của nó. Nhưng sau một thế kỷ, công nghệ đã thay đổi, mọi vấn đề ở thời của Adam Smith đã được khắc phục, và những lợi thế tầm cỡ này đã biến thành những thuận lợi khiến các công ty như thể được dẫn dắt bởi bàn tay vô hình, dẫn đến chỗ lớn mạnh và chiếm trọn tất cả. Việc lớn mạnh ngày càng trở nên dễ dàng trong thập niên 1890 khi bang New Jersey cho phép các công ty cổ phần được nắm cổ phiếu của các công ty khác. Có nghĩa là một công ty có thể thâu tóm một công ty khác chỉ bằng cách mua cổ phần của nó. Và từ đó xuất hiện những ông chủ mới của Hoa Kỳ như J.P. Morgan, một ngân hàng lớn trên phố Wall. Nhưng trước khi ngân hàng này được hình thành, J.P. Morgan, một nhà kinh doanh tài chính, đã hợp nhất tất cả những tay chơi lớn trong từng ngành lại với nhau thành những siêu công ty cổ phần, hay còn gọi là tập đoàn độc quyền, tiêu biểu như J.P. Morgan sáng lập lên công ty thép liên bang và sáp nhập nó với nhiều công ty sắt thép khác. Ông đã tổ chức lại một số tuyến đường sắt lớn, kiểm soát chúng và trở thành một ông trùm đường sắt hùng mạnh. Khi Morgan tổ chức một tập đoàn độc quyền và ông ta giữ quyền kiểm soát. Bên cạnh đó là những nhóm nhỏ doanh nhân như John Davison, Rockefeller, các ông chủ đường sắt và một vài người khác. Bọn họ mỗi người điều khiển một mảng lớn của nền kinh tế. Điều hành nền kinh tế phải nói là siêu lời lãi. Ông trùm đường sắt Cornelius Vanderbilt qua đời năm 1877 với $100 triệu. John Davison Rockefeller trở thành tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Để so sánh mức độ khủng khiếp của số tiền đó, thì trong năm 1888, cả bang Massachusetts chỉ thu được $7 triệu tiền thuế. Số tiền kiểu này bạn không thể làm ra được theo đúng nghĩa thực sự nếu lao động chăm chỉ, tiết kiệm từng đồng. Số tiền đó là quá nhiều để tiêu. Người thừa kế của những món tiền này, ngay cả những kẻ ngu và nghiện ngập vẫn giàu có. Đơn giản, vì không thể phá tan một gia sản khổng lồ đến như vậy. Và quyền lực chính trị luôn đi kèm với quyền lực kinh tế. Chính phủ giúp người giàu bằng những biểu thuế nhập khẩu, gạt bỏ đi các mặt hàng cạnh tranh, chính sách nhập cư cho phép nhiều nhân công hơn nữa tràn vào. Chính sách đất đai cho phép các doanh nghiệp khai thác mỏ, gỗ và chăn nuôi sử dụng đất đai công cộng với chi phí gần như bằng không. Rất nhiều chính sách đó vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Những chính sách này đã giúp một nhóm nhỏ các ông trùm trở thành những người sở hữu khối tài sản và quyền lực khổng lồ, và họ có khả năng chuyển giao cả hai thứ đó cho thế hệ tiếp theo của mình. Đây chính là định nghĩa của giai cấp thống trị. Họ nói đây là thời đại vàng son. Nhưng một nhà văn Mỹ là Mark Twain đã chỉ ra rằng đây chỉ là thời đại mạ vàng mà thôi. Ông đã chỉ ra được mặt trái khi của cải bị tập trung chính là sự nghèo khó. Những người nông dân sung túc và tự lập ngày xưa của Jefferson đã bị biến thành nghèo đói. Ồ, chuyện gì xảy ra vậy? Những người nông dân này trước kia họ có nông trại, họ được tự do gieo trồng, họ có của ăn của để cơ mà. Hay thật đấy. Vào năm 1862, đạo luật Homestead đã mở rộng miền Tây cho khai khẩn và nông dân ùa vào. Cuộc sống của họ lẽ ra thoải mái, công nghệ cuối cùng đã đến với nông trại. Phân bón để cây lớn nhanh hơn, máy móc để thu hoạch nhiều hơn, đường sắt để vận chuyển nông sản, ngân hàng cho vay vốn tài trợ tất cả. Nhưng một vấn đề xảy ra lúc đó là quá nhiều nông dân định cư khiến không lâu sau đó có quá nhiều thực phẩm, nông sản được tạo ra. Một thực tế là lượng cầu về thực phẩm tương đối là không co giãn, thay đổi nhiều kể cả khi giá cả có thay đổi đắt hơn hay rẻ hơn. Bởi vì thực tế là chúng ta không thể thiếu thực phẩm khi giá nó đắt và chúng ta cũng không thể ăn cả tấn thực phẩm khi nó rẻ bèo. Chúng ta có thể hình dung đường cầu không co giãn như một đường cầu gần như thẳng đứng.
khi tất cả những nông trại này tăng lượng cung cấp thực phẩm, giá tụt xuống thấp. Ở đây cái này là thực tế về cơ bản cung và cầu trong thị trường, đối với bất kỳ loại hàng hóa nào. Bạn để ý một chút, mọi thứ ở ngoài kia xung quanh bạn từ hàng nghìn năm nay đến bây giờ, mọi thứ đều không thể thoát khỏi nó. Đặc biệt là những bạn nào mà đầu tư tài chính càng cần tư duy rõ ràng hơn về vấn đề cung cầu này. Mọi nông dân chỉ có một con đường sống sót, đó là trồng nhiều hơn, tăng lượng cung hàng vào thị trường nhiều lên, mong thu được thêm chút tiền từ việc bán số lượng. Vì vậy, nông dân phải làm việc vất vả hơn, mua nhiều phân bón hơn và máy móc nhiều hơn, vân vân và vân vân, và từ đó mà nợ nần cũng vì thế mà nhiều hơn. Vòng xoáy cứ liên tục như vậy, nó sẽ tạo ra thêm nhiều thực phẩm hơn và giá thì lại cứ tiếp tục thấp hơn và thấp hơn nữa. Chúng ta có thể sử dụng biểu đồ cung cầu để hình dung sự việc. Vì nông dân ít nhiều vẫn bán hàng trong thị trường tự do, nhưng họ phải mua hàng và sử dụng dịch vụ từ những tập đoàn độc quyền như dầu máy hay sử dụng dịch vụ của công ty đường sắt, phân bón, cây giống. Và trong thế kỷ 19, phần lớn người Mỹ vẫn sống ở nông trại. Nếu những nông trại này gặp rắc rối, thì nước Mỹ cũng sẽ gặp rắc rối. Với các nông trại đang khổ sở và đất đai màu mỡ gần như đã bị chiếm hết, các công nhân công nghiệp cũng mất đi lá bài thương lượng với những ông chủ nhà máy. Khi những công nhân ở trong các khu công nghiệp đòi tăng lương với lý do là tôi sẽ đi mua nông trại, thì chắc chắn giới chủ sẽ nói là mày đi nhanh hộ anh cái. Thực ra là giới chủ này biết những người công nhân kia sẽ chẳng đi được đâu cả, bởi vì đất đai màu mỡ đã bị chiếm hết rồi. Vị thế thương lượng của họ không những tệ, mà còn càng tệ hơn khi những kẻ nhập cư tìm việc mới đến bằng rất nhiều chuyến tàu thủy lớn. Khi số lượng lao động gia tăng và cơ hội việc làm trở nên khan hiếm, các doanh nghiệp lớn có thể thao túng nguồn cung lao động. Họ áp đặt nhiều yêu cầu khắt khe hơn đối với công nhân. Ví dụ, họ có thể yêu cầu công nhân làm việc tăng lên 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Khi đó, công nhân bản địa tìm cách đánh đuổi dân nhập cư ở bất cứ nơi đâu. Những nhóm người có lý trí hơn thì họ đấu tranh bằng công đoàn. Đó là một cuộc chiến thật sự. Các ông chủ đã đập tan các cuộc biểu tình này bằng quân đội tư nhân và khi việc đó thất bại, họ sẽ dùng đến quân đội thực sự. Các nông trại gặp rắc rối, công nhân gặp rắc rối và mọi người bắt đầu nhận ra nước Mỹ đang gặp vấn đề. Dưới áp lực từ tình trạng khủng hoảng và bất ổn xã hội, khi công nhân và nông trại đều gặp khó khăn, mọi người tìm cách giải quyết qua hệ thống pháp luật liên bang. Tuy nhiên, nỗ lực này đã gặp phải một trở ngại lớn vào năm 1886, khi tòa án tối cao hủy bỏ quyền kiểm soát của chính phủ đối với công ty cổ phần. Bằng một bản diễn giải hiến pháp bừa bãi và điên khùng, họ tuyên bố rằng các công ty cổ phần có quyền hiến pháp giống như một pháp nhân và là một con người, và chính phủ không thể can thiệp vào hoạt động của chúng. Vào năm 1890, Quốc hội đã ra sức với đạo luật Sherman chống độc quyền, nhưng nỗ lực đó hầu như chẳng có hiệu quả. Một phần lý do là quyền lực của Tổng thống thời bấy giờ quá yếu ớt. Các Tổng thống chỉ biết thở phì phò và giận dữ, chẳng thể làm gì hơn. Câu nói, đây không còn là chính phủ của dân, do dân và vì dân nữa. Đây là chính phủ của các công ty, do công ty và vì công ty, hoàn toàn đúng trong bối cảnh đó. Các công ty nhanh chóng trở thành những ông vua mới, thống trị dân chúng bằng sự kết hợp giữa của cải và tư bản, cùng với sự tham lam và tính ích kỷ đã chôn vùi công lý, sự chính trực của các thể chế tự do. Điều đó chỉ được thay đổi vào năm 1901, khi Teddy Roosevelt, một ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nhậm chức. Ông là Tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ. Teddy Roosevelt biết rằng, dân thường không có được thỏa thuận công bằng với những kẻ giàu có đang kiểm soát mọi thứ. Cũng vì thế mà chính sách ngoại giao cây gậy lớn của ông đã phá vỡ sự độc quyền của một số tập đoàn, bảo vệ đất công khỏi các doanh nghiệp và kiểm soát giá cả đường sắt. Teddy Roosevelt là người rất phù hợp cho nhiệm kỳ Tổng thống từ năm 1901 đến năm 1909, đặc biệt trong bối cảnh khi người dân đang ngày càng phẫn nộ. Sự nổi dậy này phần lớn nhờ vào sự nỗ lực của các nhà báo điều tra, thời đó họ thường được gọi là những kẻ bới móc. Những nhà báo này đã không ngừng đào sâu để phanh phui các vụ bê bối và tham nhũng của các tập đoàn lớn. Họ điều tra những khu ổ chuột ở New York và phát hiện rằng các ông chủ khu ổ chuột này thường khá giàu có và họ có thừa khả năng bảo trì nhà cửa ở tình trạng tương đối tốt. Tuy nhiên, thực tế là người thuê nhà ở những khu ổ chuột này phải trả tiền thuê cao ngất ngưởng, số tiền mà đủ để họ có thể thuê được những căn nhà tốt hơn. Vào năm 1911, một vụ cháy kinh hoàng tại một nhà máy ở New York đã khiến 146 công nhân thiệt mạng, chủ yếu là phụ nữ và bé gái,
những người bị khóa trái bên trong nhà máy. Thảm kịch này đã dẫn đến những cuộc cải cách quan trọng trên toàn đất nước nhằm cải thiện điều kiện làm việc và điều kiện sống của người dân. Những người theo chủ nghĩa tự do của thế kỷ 20 đã trao nhiều quyền lực hơn cho chính phủ. Teddy Roosevelt đại diện cho một kiểu chủ nghĩa tự do đó. Một chủ nghĩa tự do không chỉ trân trọng tự do cá nhân mà còn trao nhiều quyền lực hơn cho chính phủ. Khác hẳn với quan điểm truyền thống vốn giữ cho chính phủ yếu ớt. Người kế nhiệm của Teddy Roosevelt, William Howard Taft, lên làm tổng thống vào năm 1909 và tiếp tục gây sức ép lên các tập đoàn. Đặc biệt, Standard Oil, biểu tượng của các tập đoàn khổng lồ, đã bị chia nhỏ vào năm 1911. Dù chúng ta có thể hình dung quy mô tầm cỡ của Standard Oil qua các mảnh vỡ của nó, tuy nhiên, việc giải tán các tập đoàn không hoàn toàn đạt được hiệu quả tốt như mong đợi. Một số ngành công nghiệp vẫn hoạt động theo phương thức độc quyền nhóm bởi một vài công ty lớn kiểm soát thị trường. Cách hoạt động theo phương thức độc quyền nhóm này cũng không khác mấy so với một thị trường độc quyền hoàn toàn. Ví dụ, vào năm 2011, thị trường thực phẩm như thịt bò có 4 công ty chiếm khoảng 85% thị trường. Thị trường điện thoại di động có 4 công ty chiếm gần 90%. Và các sản phẩm quốc phòng được 5 công ty kiểm soát toàn bộ thị trường. Dù các tập đoàn đã bị giải tán, nhưng quyền lực của JP Morgan vẫn không bị ảnh hưởng. Vào năm 1912, Morgan vẫn kiểm soát các công ty cổ phần trị giá 22 tỷ đô la, đủ để mua tất cả mọi thứ từ phía tây của bang Mississippi trở ra. Cùng năm đó, Teddy Roosevelt ứng cử tổng thống một lần nữa với Đảng Tiến Bộ, trong khi Howard Taft tiếp tục với Đảng Cộng Hòa. Kết quả là, Roosevelt và Taft chia sẻ số phiếu bầu của Đảng Cộng Hòa, dẫn đến việc chức tổng thống rơi vào tay ứng cử viên Đảng Dân Chủ Woodrow Wilson. Dù Wilson không dùng biện pháp mạnh để xử lý các tập đoàn, nhưng ông vẫn là một người tiến bộ và nhiệm kỳ của ông từ năm 1913 đến năm 1921 đã chứng kiến một số cải cách quan trọng. Wilson thực thi đánh thuế thu nhập, bắt đầu từ 1% đối với người thu nhập cao và tăng lên 7% đối với người thu nhập rất cao. Đạo luật Clayton chống độc quyền vào năm 1914 được thông qua nhằm ngăn chặn sự hình thành của các công ty độc quyền và nhóm độc quyền. Đồng thời, Cục Dự trữ Liên bang ra đời vào năm 1913, đánh dấu sự xuất hiện của Ngân hàng Trung ương chính thức đầu tiên kể từ năm 1830. Ngân hàng Trung ương này được thiết kế để điều chỉnh các ngân hàng và kiểm soát nguồn cung tiền của nước Mỹ, đồng thời tước bỏ vai trò này của J.P. Morgan, người đã từng là Ngân hàng Trung ương không chính thức của nước Mỹ. Tất cả những điều này dẫn chúng ta đến năm 1914. Một năm đáng tự hào với các bước tiến quan trọng trong cải cách tài chính và quản lý kinh tế. Bây giờ là lúc tôi và bạn sẽ rời khỏi giai đoạn những năm 1865 đến năm 1914, nơi quyền lực của đồng tiền đã bắt đầu khẳng định sự thống trị mạnh mẽ. Và tôi xin kết thúc podcast ngày hôm nay ở đây. Trong podcast tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào một thời kỳ đầy biến động từ năm 1915 trở đi. Chúng ta tìm hiểu xem tại sao cuộc đại chiến thế giới thứ nhất lại xảy ra. Sau chiến tranh, nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với những thử thách lớn. Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán vào năm 1929 đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất thế kỷ, vụ nổ bong bóng đầu cơ dẫn đến hoảng loạn tài chính, hàng ngàn ngân hàng phá sản và hàng triệu người mất việc. Ngành công nghiệp ô tô cũng đã chứng kiến một cuộc cách mạng với sự xuất hiện của Henry Ford. Và rồi chính cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này không những tạo ra sự thay đổi lớn về kinh tế mà còn là nguyên nhân góp phần dẫn đến Thế chiến thứ hai. Và rồi, chính cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu này không những tạo ra sự thay đổi lớn về kinh tế, mà còn là nguyên nhân góp phần dẫn đến Thế chiến thứ hai. Nhật Bản, chịu tác động nặng nề từ suy thoái, đã tấn công Trung Quốc để cướp tài nguyên, trong khi Hitler, với tham vọng phục hồi quyền lực Đức, muốn đấu một trận lượt về của Thế chiến thứ nhất. Cuộc chiến này tiếp tục lan rộng ra toàn cầu vào năm 1941. Chúng ta sẽ cùng khám phá tại sao Mỹ lại thả hai quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, và trật tự thế giới đã thay đổi như thế nào sau sự kiện chấn động này. Hãy tiếp tục đón xem các tập podcast tiếp theo để khám phá thêm về những chủ đề thú vị này và những ảnh hưởng sâu rộng mà chúng để lại cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu bạn thấy những nội dung này là hữu ích, hãy chia sẻ đến với người cần nó và đừng quên theo dõi và nhấn nút chuông thông báo để ủng hộ và giúp cho kênh của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của bạn. Chúc bạn có một buổi tối cuối tuần bình yên.